Thưa quý vị, chỉ cần đăng ký tham gia giải Bình Phước Marathon Trường Tư Group lần thứ nhất năm 2023 cùng với BBTV chúng tôi thôi thì quý vị đã có thể đóng góp 20.000 đồng để chúng ta góp vào quỹ bảo tồn phát triển rừng, mua cây giống để có thể giúp cho Bình Phước của chúng ta xanh hơn, tươi hơn. Đây là một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa mà ban tổ chức giải đã đặt ra. Việc trồng cây, trồng rừng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc góp phần cải thiện môi trường sống, làm cho cảnh quan thiên nhiên thêm đẹp hơn, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và trong 5 năm qua, Bình Phước của chúng ta đã đầu tư trồng mới được hơn 25.000 hectare rừng và cây phân tán. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Bình Phước của chúng ta đặt mục tiêu trồng mới 40.000 hectare rừng và nâng độ che phủ rừng của tỉnh lên trên 30%. Và để đạt được mục tiêu này, ngoài nỗ lực của ngành nông nghiệp, sự tham gia đồng hành của các tổ chức cá nhân đều hết sức cần thiết và đáng trân trọng. Và với việc tổ chức Bình Phước Marathon Trường Tư Group năm 2023, ban tổ chức đã quyết định trích 20.000 đồng một người tham gia để quyên góp cho việc cải tạo cây giống, bảo tồn rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Rừng rất là quan trọng vì nó là một cái lá phổi xanh, không những là của tỉnh Bình Phước mà là của các tỉnh lân cận. Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà đóng góp vào cái quỹ bảo vệ rừng á, thì đấy chính là cái niềm hạnh phúc của mỗi người. Với mỗi cây được trồng xuống, từ sự chung tay góp sức của tất cả những thành viên tham gia giải chạy Bình Phước Marathon Trường Tư Group lần thứ nhất năm 2023 chắc chắn sẽ tác động đến nhận thức của mọi người về tinh thần lấy thiên nhiên làm trung tâm, từ đó có thể tạo ra những thay đổi lớn hơn trong tương lai, giảm thiểu các tác động từ biến đổi khí hậu và tạo nên một hệ sinh thái xanh và bền vững. Trích 20.000 đồng trên một người tham gia để mà góp vào cái quỹ mà phát triển rừng, đó là hoạt động vô cùng ý nghĩa, lan tỏa cái giá trị tình yêu thiên nhiên đối với toàn xã hội. Vì một tương lai xanh, vì một Bình Phước xanh hơn, phát triển hơn, đó là mong muốn của tất cả chúng tôi, những người thực hiện giải chạy Bình Phước Marathon Trường Tư Group lần thứ nhất năm 2023. Đây cũng là một cách rất là thiết thực để chúng ta hưởng ứng phong trào trồng 1.000.000 cây xanh trong vòng 5 năm tới mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động. Và muốn vậy thì chúng ta hãy cùng đăng ký tham gia cùng với giải chạy quý vị nhé. Xin được cảm ơn tất cả quý vị.